Kính chào quý anh chị và các bạn. Ở trong cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị một trong những cái điều cực kỳ là tuyệt vời, đó chính là marketing funnel success, tức là cái phễu marketing thành công. Thì cái phễu marketing này thì đang được bản thân mình cũng như là những cái người mà đang rất là thành công trong lĩnh vực là ở trên internet, và họ đang áp dụng cái phiếu marketing này, và bản thân mình cũng đã nghiên cứu về cái phiếu marketing này, sau đó thì mình đã áp dụng cho khách hàng của mình và tạo ra những cái điều vô là tuyệt vời. Ok, và ở trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái hệ thống này cũng như là về cách thức để có thể là áp dụng nó ứng dụng vào trong cái hoạt động kinh doanh của các bạn. Thì ở trong cái nội dung của cái video này thì mình sẽ giúp cho các bạn, đó là cái cách thức để các bạn có thể thu hút được hàng vạn khách hàng tiềm năng, và biến những cái kiến thức và kỹ năng của bạn thành tiền. Cụ thể đó chính là bạn muốn chia sẻ những cái kiến thức, những cái kỹ năng của bạn ở trên online bằng những cái khóa học trực tuyến đó, và những khóa học này thì có thể là học qua webinar, hay học qua livestream, hay là học qua Zoom. Vậy ai sẽ là người phù hợp cho cái video này và cho cái hệ thống này? Và người phù hợp cho cái hệ thống này chính là những người mà muốn cống hiến nhiều thêm những cái giá trị tốt đẹp cho cái cộng đồng mà bạn phục vụ. Có thể là bạn phục vụ cộng đồng doanh nhân, bạn phục vụ cộng đồng sinh viên, bạn phục vụ cộng đồng mẹ và bé, hay bạn phục vụ cộng đồng là những người yêu thích chạy bộ đó, và bạn muốn truyền tải những cái giá trị tốt đẹp đến cho cộng đồng và mang thật nhiều cái giá trị cho họ. Và bạn tuy nhiên cái đội nhóm của bạn chưa có cái kinh nghiệm triển khai, và chưa có cách thức triển khai nó hiệu quả. Đồng thời là có thể là bạn đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc nhưng mà nó chưa mang đến cho bạn kết quả như ý, và nó chưa giúp cho bạn tạo ra được thật nhiều giá trị cho cộng đồng. Ok, vậy thì tôi là ai? Tôi là Nguyễn Văn Hùng, tên thật của tôi là Nguyễn Văn Hùng, tên ở trên Facebook của tôi là Nguyễn Mạnh Hùng. Đây là cái tên từ ngày bé của tôi. Thì tôi đã tham gia rất là nhiều những cái chương trình đào tạo về phát triển về internet marketing, về marketing hay là về bán hàng đó. Và tôi có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực bán hàng và doanh nghiệp, từ những doanh nghiệp startup cho đến những cái doanh nghiệp là hàng ngàn tỷ đồng đó. Và trong cái quá trình tôi hoạt động trong lĩnh vực marketing và làm ở trong doanh nghiệp ấy, thì tôi đã đúc rút cho mình khá là nhiều những cái kiến thức để tôi có thể là tổng hợp lại và giúp cho bạn có được những cái thành quả vô cùng là tuyệt vời. Như các bạn đang thấy ở trên màn hình đó, tôi tham gia cái hình bên trái thì tôi tham gia một cái dự án về khóa đào tạo online, về một cái nền tảng đào tạo online rất là lớn đấy, và bên phải đó là những cái hoạt động mà tôi tham gia một vài doanh nghiệp nữa, và những hoạt động về freelancer, về cái công việc mà tôi làm đó. Trụ sở của tôi đó là những cái quán cà phê, và tôi thay đổi cái vị trí thường xuyên để có thể có thêm nhiều những cái cảm hứng trong công việc. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái phiếu bán hàng mà hiện tại tất cả những cái người thành công ở trên internet họ áp dụng, và họ tạo ra những kết quả cực kỳ là tuyệt vời. Nó bắt đầu bằng việc là họ thu hút khách hàng tiềm năng, và khi họ thu hút được thật nhiều khách hàng tiềm năng thì họ đưa vào một cái khóa học online miễn phí ở trên internet. Và khi mà họ vào học những khóa học miễn phí, họ sẽ chia sẻ và trao cho những cái học viên thật nhiều là giá trị, và khi mà họ nhận được thật nhiều giá trị thì họ sẽ chuyển đổi sang những khóa học trả phí và những lớp chuyên sâu, đồng thời là những học coaching trị giá dăm chục triệu, một hàng trăm triệu, hàng vài trăm triệu đồng, tùy theo những cái phân khúc khách hàng cũng như là những cái nhu cầu và những cái vấn đề và khả năng chi trả của những nhóm khách hàng đó.
Vậy thì họ hốt khách hàng như thế nào? Có 4 kênh, có 5 kênh mà tôi chỉ ra để các bạn có thể nghiên cứu và các bạn có thể lên những chiến lược để các bạn có thể thu hút khách hàng. Thứ nhất chính là Facebook Ads, thứ hai chính là kênh livestream. Facebook Ads và kênh livestream là hai kênh cực kỳ là tuyệt vời và cực kỳ là mạnh mẽ để giúp cho bạn nhanh chóng, tôi nói nha, nhanh chóng để có thể là thu hút được thật là nhiều khách hàng tiềm năng, hàng nghìn, hàng vạn khách hàng tiềm năng, vô cùng là dễ dàng. Thứ ba là kênh YouTube, là một kênh cũng rất là mạnh mẽ, và đồng thời còn là kênh còn lại như là kênh Zalo và kênh TikTok. TikTok là một kênh mới và một trong những kênh cũng cực kỳ là tuyệt vời để các bạn có thể thu hút được thật nhiều khách hàng tiềm năng. Vậy thì cái phễu dẫn khách hàng này, cái phễu này nó sẽ dẫn khách hàng đi theo một cái hành trình khách hàng như thế nào? Bạn có thể nhìn vào trên cái biểu đồ ở trên cái hình phễu ở trên cái màn hình tôi chia sẻ cho các bạn. Ở trên cái màn hình này thì các bạn có thể thấy được đó là cái đầu tiên chính là cái nguồn traffic. Thì traffic khi mà cái nguồn thu khách hàng, cái nguồn lưu lượng khách hàng đi vào, thì khi khách hàng đi vào thì sẽ đi qua một cái hệ thống. Sẽ đi qua một cái hệ thống để lưu trữ được cái dữ liệu của khách hàng. Đó có thể là chatbot, đó có thể là email và đó có thể là Zalo Group. Đó. Zalo Group là một cái kênh rất là mới, tuy nhiên nó cực kỳ là mạnh mẽ, và nếu như các bạn biết cách áp dụng thì nó sẽ giúp cho các bạn tạo ra những kết quả cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Và khi mà các bạn lưu trữ được khách hàng rồi, thì các bạn khi mà bắt đầu những cái chương trình là livestream hay là những cái cái buổi chia sẻ trên webinar hay là những buổi chia sẻ trên Zoom đó, thì các bạn sẽ sử dụng chatbot, email và Zalo để tiếp cận lại những cái người mà khao khát và mong muốn tham gia cái chương trình khóa đào tạo của bạn. Và khi họ tham gia những khóa đào tạo về miễn phí của bạn, những khóa phiếu của bạn, thì họ cảm thấy yêu thích bạn và họ tin tưởng bạn rằng sẽ tạo cho họ những kết quả tuyệt vời, thì bạn có thể chốt họ vào những cái khóa chuyên sâu hơn, đó là những khóa kỹ năng và những khóa chuyên sâu với cái học phí cao hơn. Ở đây là một đây là cái phễu chung mà hiện tại mình phân tích được ở những cái người đào tạo hàng đầu ở trên internet hiện nay tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, họ đã áp dụng đúng cái hành trình khách hàng này và đúng cái mô hình phễu khách hàng này, và họ tạo ra những kết quả cực kỳ tuyệt vời. Nếu như bạn áp dụng nó ngày hôm nay thì xin chúc mừng bạn, cái trong tương lai bạn sẽ tạo ra được những cái kết quả vùng là tuyệt vời và là sẽ là người dẫn đầu trong lĩnh vực của bạn. Ok, và tôi biết rằng trong đầu bạn sẽ đang đặt ra những câu hỏi, đó là làm thế nào để tạo ra được những cái phễu và để xây được những cái phễu để bạn có thể có hàng ngàn hàng vạn khách hàng như thế một cách vô cùng là đơn giản. Vậy thì làm thế nào đây? Con đường để bạn đến thành công đấy, những cái thứ mà bạn cần phải làm để cho cái mục tiêu và để cho những cái mong muốn và những cái mục tiêu của bạn thành sự thật. Và bạn trong đầu bạn bắt đầu đặt ra những câu hỏi: làm thế nào để tôi có thể xây dựng được những chiến dịch Facebook Ads hiệu quả? Làm thế nào để tôi có thể là set up những hệ thống như là chatbot, email hay là Zalo group? Làm thế nào để tôi có thể là thực hiện những cái livestream mà có hàng ngàn lượt xem ở trên cái livestream đấy? Và tôi có rất nhiều kỹ năng rồi, nhưng mà tôi làm thế nào để tôi có thể chốt được những khóa học cho những cái người mà quan tâm và follow tôi ở theo những cái khóa học miễn phí của tôi, và tôi muốn trở thành người chiến thắng, vậy tôi sẽ bắt đầu từ đâu đây? Có quá nhiều câu hỏi mà bạn đặt ra khi mà bạn bắt đầu cái hành trình chinh phục cái mục tiêu của bạn, đúng không ạ? Và tôi biết rằng cái điều mà khi mà bạn đặt ra những câu hỏi làm thế nào thì nó sẽ khiến cho bạn cực kỳ là mệt mỏi, vì bạn không thể nào mà cùng một thời điểm bạn có thể làm được nhiều việc được. Tôi biết có một cuốn sách rất là hay, The One Thing. Ở trong cuốn sách nó nói rằng ở tại một thời điểm chúng ta chỉ cần nên làm một việc thôi, và chúng ta chỉ cần giỏi một thứ thôi. Và khi chúng ta giỏi một thứ thì chúng ta phải thật sự là giỏi, thì các chúng ta sẽ tạo ra được những kết quả vô cùng tuyệt vời, thay vì chúng ta phải biết được nhiều thứ.
Vậy thì cái giải pháp mà mang đến cho bạn là gì? Điều này nó có thể giúp cho bạn nhanh hơn và hiệu quả hơn hay không? Chúng ta nghe cái câu này rất là quen, thành công thì luôn có công thức. Vậy thì công thức để giúp cho bạn đạt được mục tiêu bằng cái việc là bạn xây dựng những chương trình đào tạo online trực tuyến với thật là nhiều người xem, hàng nghìn người xem, và có hàng trăm, hàng vài trăm, hàng ba bốn trăm người sẽ tham gia những khóa học chuyên sâu với bạn, và qua đấy thì giúp cho bạn chia sẻ thêm nhiều những cái kỹ năng và kiến thức, và để giúp cho bạn có được và đạt được cái mục tiêu tài chính cũng như là trao được thật nhiều giá trị và giúp đỡ cho thật là nhiều người, đúng không ạ? Vậy thì tôi có một cái lời khuyên, tôi có cái lời khuyên dành cho bạn đây. Đó. Thì bạn hãy lập ra một cái quy trình. Cái quy trình đấy như sau. Cái quy trình đấy là thay vì bạn phải tự làm tất cả mọi thứ, thì bạn sẽ lựa chọn những cái đối tác, những cái con người thực sự là họ rất là giỏi và họ thành công trong một lĩnh vực. Tôi lấy ví dụ như là lĩnh vực quảng cáo đi. Đấy, bạn sẽ lựa chọn những cái đối tác phù hợp đó. Sau đó thì bạn sẽ đưa ra cái mục tiêu của bạn, và bắt đầu là họ sẽ bắt đầu lên những cái chiến dịch, đó chính là testing những cái chiến dịch quảng cáo cho bạn. Và khi mà testing những chiến dịch quảng cáo cho bạn, bạn theo dõi những cái chiến dịch đấy cùng với họ và để tối ưu và lựa chọn được những cái chiến dịch hiệu quả. Và khi lựa chọn được những chiến dịch hiệu quả thì bạn sẽ tăng ngân sách đó, tăng ngân sách lên, đúng không ạ? Và trong quá trình bạn tăng ngân sách lên thì bạn cũng cần phải theo dõi và giám sát cái việc đấy hàng ngày và hàng tuần. Đó, để làm sao để tối ưu cho cái data đầu vào của bạn với cái chi phí thấp nhất, đúng không ạ? Thì bằng cái quy trình hành động như thế này, tôi tin chắc rằng bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm cho mình được những cái đối tác phù hợp để giúp bạn xây dựng được những cái hoạt động marketing hiệu quả và giúp cho cái con đường đi đến cái đích của bạn nó trở nên dễ dàng hơn. Vậy thì bạn đã bạn có đang làm tốt những cái việc như mình đã chia sẻ, ví dụ như là thu hút khách hàng, hay là làm thế nào bạn có thể quản trị được cái data và đưa họ vào khóa học như thế nào ở trong một thời điểm, và đồng thời đó là khi mà những ba cái điều trên bạn hoàn thành được và bạn làm rất là tốt rồi, thì bạn cái điều thứ tư đó chính là bạn sẽ nó sẽ giúp cho bạn tỏa sáng và nhanh chóng tạo ra cho bạn kết quả, và cụ thể được đo lường bằng số tiền bạn kiếm được cho những cái chiến dịch đấy, hay đơn giản đó là bạn sẽ giúp được cho bao nhiêu người khi mà họ tham gia cái chương trình đào tạo của bạn, đúng không ạ? Ok. Và một cái tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái bí quyết để giúp cho bạn kinh doanh hiệu quả hơn, để giúp cho bạn tổ chức những chương trình đào tạo hiệu quả hơn. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn như thế này. Tôi lấy ví dụ, nếu như bạn tham gia những cái chương trình đào tạo từ những chuyên gia hàng đầu Việt Nam, hay đơn giản là khi bạn có một cái ý tưởng cực kỳ hay, và tôi biết rằng lúc đấy thì cái năng lượng của bạn sẽ rất là mạnh. Khi đó năng lượng của bạn rất là mạnh, bạn đặt cho mình cái mục tiêu cực kỳ rõ ràng, trong vòng 3 tháng, trong vòng 6 tháng bạn sẽ đạt được cái mục tiêu doanh số là 1 tỷ đồng, 1 triệu, 1 triệu đô la, hay vân vân và vân vân đó, và bạn rất là hào hứng để có thể chinh phục được cái mục tiêu này. Tuy nhiên khi bạn bắt đầu vào công việc, nó bắt đầu trong đầu bạn sẽ đặt ra những câu hỏi là ví dụ làm thế nào để bạn có thể thu hút được khách hàng, làm thế nào để bạn có thể là xây dựng được một cái chương trình, có thể là quản trị được cái dữ liệu người dùng bằng Zalo, bằng email, bằng Facebook, làm thế nào bạn có thể xây dựng được một cái landing page có tỷ lệ chuyển đổi cao, làm thế nào để bạn xây dựng được những chiến dịch quảng cáo hiệu quả, làm thế nào để bạn thiết kế được những cái hình ảnh đẹp và có tỷ lệ chuyển đổi cao, làm thế nào, và trong đầu bạn bắt đầu đặt ra những cái câu hỏi làm thế nào. Và khi mà bạn đặt ra những câu hỏi như thế thì bạn thấy rằng là mình có nhiều, quá nhiều việc phải làm, quá nhiều việc phải làm, từ cái việc là bạn thiết kế những cái landing page, chiến dịch chạy quảng cáo, rồi là sáng tạo những cái hình ảnh thu hút, vân vân và vân vân đó, rồi là bạn sẽ phải tạo chatbot, rồi bạn sẽ phải tạo những hệ thống email, rồi Zalo, và nó làm cho bạn cảm thấy bị quá là bị áp lực đi, và chính áp lực nó dẫn đến cái sự trì hoãn, và bạn nghĩ rằng mình sẽ cần phải học rất là phải học nhiều thứ và mình mới có thể làm được và tạo ra được những kết quả đấy. Và đôi khi là
Chính vì cái việc trì hoãn đấy nó làm cho bạn mất đi những cái cơ hội trong cái công việc của bạn. Và khi bạn mất cái cơ hội này thì thật là đáng buồn, đúng không ạ? Vì những cái cơ hội thì nó sẽ qua rất là nhanh. Và mất cái cơ hội đi thì đồng nghĩa với cái việc là có thể là cái công việc này của bạn nó sẽ kéo dài, và có thể nó sẽ dẫn đến những cái kết quả như bạn không mong muốn. Đó là những cái ví dụ như là những cái ban đầu bạn triển khai và nó không theo như ý của bạn, và cái kết quả nó thực sự là nó không có tốt, và bạn bỏ cuộc. Và như vậy là bạn sẽ mất không chỉ là tiền bạc, và bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian, và quan trọng nhất là mất những cái cơ hội, những cái cơ hội kinh doanh, những cái cơ hội về nghề nghiệp, những cái cơ hội để bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ok. Và có một cái điều mình muốn chia sẻ cho các bạn, đó là mình sẽ kể một cái câu chuyện. Bạn có thể là bạn có thể là rút ra cái bài học cho bản thân mình. Đó là ví dụ như tôi lấy ví dụ như là một nhà kiến trúc sư chẳng hạn đi, đúng không? Nhà kiến trúc sư thì theo bạn thì họ có phải là người xây từng viên gạch và lắp từng cái cửa cho cái ngôi nhà mà họ thiết kế ra hay không ạ? Đương nhiên là không rồi, đúng không ạ? Việc của họ là họ dành thời gian để họ suy nghĩ và họ đưa ra những ý tưởng, sau đó thì họ thiết kế ra từng cái phần ở trong cái ngôi nhà đấy. Và khi họ thiết kế ra một ngôi nhà tổng thể rồi, đúng không ạ, thì họ bắt đầu là tư vấn cho nhà đầu tư hoặc là cho cái người chủ nhà. Họ sẽ bắt đầu là phải biết tìm kiếm những cái người thợ xây ở đâu thì xây những ngôi nhà này đẹp, tìm kiếm những cái những cái công ty sơn, những cái hãng sơn nào thì cho họ những cái bức tường đẹp, đúng không ạ? Hay là họ cần phải mua những cái vật liệu bằng sắt là Hòa Phát hay là ABCXYZ, đúng không ạ? Và như vậy là các cái phần, các cái bộ phận sẽ ghép nối với nhau và tạo ra một cái hệ thống, và cái hệ thống này nó sẽ được vận hành bởi những cái nhà nhà thầu lớn, rồi nhà thầu nhỏ, rồi nhà thầu của bên thứ ba, đúng không ạ? Và các nhà thầu này sẽ phối hợp với nhau theo tiến độ, theo tiến độ của công trình. Và khi theo tiến độ của công trình thì người chủ đầu tư họ sẽ biết được đến đâu rồi và tiếp theo sẽ là gì, và nếu thiếu thì họ sẽ bổ sung thêm và đề nghị những cái nhà thầu phụ kia bổ sung thêm để hoàn thiện cái công trình đấy một cách nhanh chóng nhất và theo những cái dự kiến của họ. Và các bạn ạ, người chủ đầu tư và cái nhà kiến trúc sư sau khoảng 3 đến 5 tháng và họ sẽ tạo ra được ngôi nhà, và cái thành quả đấy họ đó chính là từ những cái bản vẽ đầu tiên của nhà kiến trúc sư. Và những cái người chủ doanh nghiệp nó cũng giống như nhà kiến trúc sư vậy, họ không thể tự đi xây từng cái nền móng, từ cái nền móng từng cái nền móng, nó sẽ mất cho họ rất là nhiều thời gian. Có một số người họ sẽ làm được cái việc này, đúng không ạ? Có một số người nó sẽ làm được việc này, tuy nhiên họ sẽ đánh đổi bằng cái việc là thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên nó sẽ có những cái cách thức khác để giúp cho họ có được những cái thành quả và có được những cái mục tiêu như mà họ mong muốn với cái thời gian ngắn hơn và với cái chi phí thấp hơn. Ok, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta hãy là những nhà kiến trúc sư các bạn nhé, chúng ta hãy nhà là những nhà kiến trúc sư, chúng ta tạo ra những cái kế hoạch kinh doanh, tạo ra những cái mục tiêu kinh doanh, và chúng ta tìm kiếm những cái nhân tố phù hợp và tìm kiếm những cái người giỏi ở trong cái lĩnh vực đấy và giúp chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu. Ok, vậy thì cái điều quan trọng nhất trong cái mô hình này đó là gì? Ví dụ khi bạn tìm kiếm được đối tác rồi, bạn tìm kiếm được người phù hợp để có thể giúp bạn rồi, thì cái điều quan trọng nhất đó là bạn phải biết được đánh giá và đo lường. Khi bạn đánh giá được đo lường thì cái việc đó là những cái đối tác của bạn nó phải tối ưu cái chiến dịch đấy cho bạn, tối ưu những cái mà nền tảng để có thể giúp cho bạn tiếp cận được thật là nhiều khách hàng với cái chi phí thấp nhất, đúng không ạ? Đây là một trong những cái điều cực kỳ là tuyệt vời các bạn nhé. Và khi bạn làm được những cái điều trên rồi thì tôi tin chắc bạn sẽ là người chiến thắng trong cái cuộc chơi đấy, và bạn sẽ nhanh chóng chinh phục được cái mục tiêu và tiến tới được những cái thành công tuyệt vời trong cái con đường mà bạn lựa chọn. Tuy nhiên bạn vẫn đặt cho mình những câu hỏi, đó là ai sẽ là người giúp bạn làm, ai sẽ là người giúp bạn
kết nối những cái công việc, những cái con người vào để giúp cho bạn hoàn thiện cái bộ máy, để giúp cho bạn có được những cái kết quả đầu tiên một cách nhanh chóng, để bạn có thêm nhiều cảm hứng, nhiều động lực để các bạn hoàn thành cái mục tiêu nó nhanh nhất, nó có thể với chi phí thấp nhất, đúng không ạ? Đây sẽ là một cái phần rất là quan trọng. Ai sẽ là người giúp bạn được những cái việc đấy? Thứ nhất là những người phải có tư duy tổng thể về marketing. Tôi lấy ví dụ những người mà ví dụ chạy quảng cáo tốt thì họ chỉ có tư duy là chạy làm sao để ra được người tương tác nhiều nhất cho bạn, đúng không ạ? Họ có tư duy làm sao để giúp cho bạn có được những chiến dịch với chi phí thấp nhất, đúng không ạ? Đó thì tuy nhiên về tư duy tổng thể, để hiểu được bạn, để hiểu về sản phẩm của bạn, hiểu về cái chiến lược mà bạn tạo ra những khóa học đấy và những khóa học đằng sau, hay là những cái nền tảng nó phải giữ lưu trữ được khách hàng, ví dụ như là trên chatbot hay trên email hay trên Zalo group, thì đây họ chưa chắc họ đã biết được những cái chiến lược như thế, đúng không ạ? Thì cần bạn cần phải có được những bạn cần phải có được một cái bộ óc mang tính chất chiến lược tổng thể, và có thể là liên kết, là ghép nối những mảnh ghép lại với nhau để tạo ra những kết quả theo như bạn mong muốn. Ok, thứ hai đó là người đấy phải giúp cho bạn tìm được những cái đơn vị, những cái đối tác chất lượng, và những đối tác này họ phải giỏi trong lĩnh vực đấy và họ phải làm rất là hiệu quả. Thứ ba đó là đấy chính là người phải phối hợp được những cái nền tảng khác nhau để giúp cho bạn tối đa cái hiệu suất, tối đa được cái số tiền bạn bỏ ra, và tối đa được cái lượng số người vào để tham gia cái chương trình đào tạo của bạn. Đó. Đồng thời đó cũng phải là một người biết đo lường, đánh giá, kiểm soát và tối ưu những cái khâu để giúp cho bạn hiệu quả hơn trong cái hoạt động kinh doanh của bạn. Và đồng thời đây cũng phải là người biết hỗ trợ đội nhóm, đúng không ạ? Phải biết được đội nhóm đang thiếu cái gì và bổ sung hỗ trợ để giúp cho họ có được những cái kết quả và giúp cho cái hoạt động kinh doanh của bạn nó trở nên tốt hơn. Ok. Đương nhiên tôi là một người tôi bản thân tôi là một người đã có được cái sự am hiểu rất là sâu về mặt chiến lược, về marketing cũng như là về kinh doanh. Ok. Bằng cái việc là tôi tham gia rất là nhiều những chương trình đào tạo hàng đầu, và khi tham gia những chương trình đào tạo hàng đầu đấy, sau đó thì tôi tham gia vào những doanh nghiệp và tôi áp dụng những cái chiến lược và những cái tư duy hàng đầu đấy, thì tôi có rất là nhiều kinh nghiệm trong trong những cái lĩnh vực là xây dựng những cái hệ thống phễu marketing để giúp cho các bạn có thể thành công. Và tôi sẽ giúp cho bạn, đó chính là lựa chọn những cái đối tác. Đấy, tôi sẽ giúp cho bạn lựa chọn những cái đối tác hiệu quả. Đồng thời tôi sẽ giúp bạn giúp cho bạn hỗ trợ đội nhóm của bạn xây dựng những cái kênh để có thể là lưu trữ dữ liệu khách hàng và chăm sóc khách hàng bằng chatbot, bằng Zalo hay là bằng email. Đồng thời tôi cũng sẽ giúp cho bạn tìm kiếm những cái kênh, những cái nền tảng để giúp bạn xây dựng những cái membership site. Membership site này làm gì? Bạn xây dựng những cái chuỗi khóa học và bạn đưa cái khóa học của bạn lên một cái nền tảng. Và nền tảng đấy thì họ có thể vào để học. Các bạn có thể hiểu nôm na nó chứ dụng Unica hay Edumon hay ở trên thế giới như là Edumi. Đó. Thì ở những nền tảng đấy thì mọi người có thể vào và mua những khóa học ở trên đấy. Thì bạn có thể tạo ra những hệ thống khóa học của riêng bạn ở trên online. Và bạn có thể bán khóa học này qua hàng năm, qua hàng tháng. Và bạn không cần phải đầu tư quá nhiều tiền cho những cái hoạt động duy trì hệ thống cũng như là phát triển sản phẩm, vì bạn tạo ra sản phẩm một lần bạn có thể bán nó mà qua rất là nhiều những năm tháng khác nhau. Ok, và tiếp theo là tôi cũng sẽ giúp bạn tìm kiếm những cái đối tác xây dựng website và SEO chuyên nghiệp nếu như bạn muốn, đúng không ạ? Nếu bạn muốn, ok, và nếu bạn muốn xây dựng hệ thống website, như vậy là tôi có trong tay rất nhiều những cái mảnh ghép, rất nhiều những cái nền tảng, rất nhiều những cái kết nối. Và đây là những kết nối tôi tin chắc rằng sẽ giúp cho bạn có được những cái đòn bẩy, có được những cái thành quả và có được những cái chất xúc tác để giúp cho bạn thành công trong cái hoạt động kinh doanh của bạn bằng việc chia sẻ, bằng việc những cái khóa học online, những chương trình đào tạo online về bán hàng, về chia sẻ một cái kỹ năng, một kiến thức chuyên sâu đấy trong lĩnh vực khách hàng của bạn, và giúp cho bạn tạo ra những cái điều cực kỳ là tuyệt vời và trao thật nhiều giá trị cho cộng đồng. Ok.
Và điều cái quan trọng nhất nữa đó chính là cần phải hỗ trợ, theo sát và hỗ trợ những cái bạn nhân viên đó phụ trách cho từng cái mảng trong hoạt động kinh doanh của bạn, và giúp cho họ tốt lên mỗi ngày. Và khi họ tốt lên mỗi ngày thì bạn sẽ không cần phải nhà không cần phải theo sát họ nữa, mà họ vẫn tạo những kết quả và vô cùng là tuyệt vời. Và cái số tiền bạn bỏ ra để mua thời gian của họ cũng nó sẽ trở nên tốt hơn, và nó sẽ trở nên hiệu quả hơn, và đồng thời nó sẽ giúp cho cái bộ máy nó của bạn nó sẽ thành công hơn. Đoàn kết thì sẽ ở đâu có đoàn kết ở đâu có sẽ có chiến thắng. Tôi cũng sẽ giúp cho bạn tạo ra được những nguồn cảm hứng để giúp cho bạn đoàn kết nhân viên hơn, để cho giúp cho cái bộ máy của bạn, giúp cho cái con thuyền của bạn đi đến đích một cách nhanh nhất. Ok, tôi có một câu rất là hay, đó là tôi thích, rất là thích câu này: muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi dài, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Ok, và bạn sẽ tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm được những cái điều gì. Thứ nhất là bạn sẽ không phải đầu tư cho những cái khóa học đắt đỏ nữa. Ví dụ như là trước đây thì tôi chưa biết thì tôi sẽ phải học tham gia những khóa học trị giá vài trăm triệu, thậm chí là tôi đã mất hơn 300 triệu để tôi có thể đi học, để có thể hiểu cho mình, hiểu những tư duy về về kinh doanh, về marketing. Và tôi đã tham gia rất là nhiều những dự án trong hơn 4 năm qua đó, và tôi có rất là nhiều kinh nghiệm, và chính là những cái kinh nghiệm này là những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, và tôi tin chắc rằng nó sẽ giúp cho bạn có được những cái tư duy và có những kiến thức, của có được những kỹ năng cực kỳ là tuyệt vời, giống như là bạn tham gia những khóa học đắt đỏ. Tuy nhiên bạn khi bạn có được những kiến thức này thì bạn áp dụng nó luôn, và khi bạn áp dụng luôn thì nó sẽ tạo ra kết quả luôn, chứ không chỉ có dừng lại ở mặt kiến thức, đúng không ạ? Không chỉ dừng lại ở mặt kiến thức, không chỉ dừng lại ở mặt tư duy, và biến cho bạn tạo ra kết quả tuyệt vời luôn đó. Và đồng thời là bạn sẽ tôi sẽ giúp bạn có được cái thời gian để tối ưu được những cái sản phẩm và tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng đó. Ok, đồng thời là bạn sẽ không bị nhân viên đốt tiền vì những cái sai lầm không đáng có, vì họ thiếu kinh nghiệm và họ chưa có được những cái sự trải nghiệm. Tuy nhiên khi mà họ có những trải nghiệm, họ có những kinh nghiệm, họ có những cái chia sẻ từ những người đi trước, thì đương nhiên họ sẽ tránh được những cái sai lầm đấy, và giúp cho cái số tiền bạn bỏ ra nó sẽ trở nên hiệu quả hơn. Và cái quan trọng nhất đó là tạo ra kết quả nhanh chóng, thậm chí chỉ trong vòng 2 ngày, 24 giờ hay một tuần thì bạn sẽ biết được là cái chi phí bạn bỏ ra so với lại cái kết quả bạn nhận được nó như thế nào luôn. Ok, đó. Và đây là một trong những cái chiến dịch mà tôi đã triển khai cho khách hàng của tôi. Như bạn có thể thấy đó, ở những cái chiến dịch này thì cái chi phí cho một kết quả chỉ là 8.000 đồng thôi. Tuy nhiên theo từng thời điểm khác nhau, theo những thời điểm khác nhau thì có thể là cái con số nó sẽ khác nhau, và tùy từng ngành hàng, từ những nhóm hàng thì kết quả nó có thể khác nhau. Đôi lúc có một vài ngày nó sẽ lên 20.000, tuy nhiên nó sẽ dao động trong khoảng từ 10 đến 15.000 để tôi có được một cái data khách hàng. Và đây là một cái điều cực kỳ là tuyệt vời, và tôi muốn trao toàn bộ những cái kiến thức và những cái kỹ năng, những cái tư duy và những cái mô hình, và cái mô hình marketing funnel section này, để tôi muốn trao cho bạn, tôi muốn trao cho bạn cái hệ thống này để giúp cho bạn thành công nhanh hơn với chi phí thấp hơn và cái thời gian ngắn nhất có thể. Ok, những cái điều tôi làm thực sự nó xuất phát từ cái sự chân thành ở bên trong tôi, và tôi rất là muốn, rất là khao khát và rất là muốn bạn thành công đó. Tôi rất là muốn bạn thành công đấy. Tôi đã cộng tác với rất là nhiều người khác nhau, và ở trong những cái mối quan hệ tôi luôn đặt đối tác của tôi lên lên hàng đầu, và trong rất là nhiều trường hợp thì tôi sẵn sàng là chấp nhận cái phần rủi ro về mình, và tôi mong muốn khách hàng của tôi sẽ nhận được những kết quả tuyệt vời. Và người tiếp theo sẽ là ai đây? Trong một tháng thì tôi sẽ hỗ trợ cho hai anh chị, vì thời gian của tôi không có nhiều. Trong vòng một tháng tôi sẽ giới thiệu cho tôi sẽ hỗ trợ cho hai anh chị, để hai anh chị để các anh chị có thể xây dựng được những hệ thống marketing funnel section, tức là những hệ thống marketing, một những hệ thống phễu marketing thành công đó, từ việc thu hút khách hàng cho tới việc quản trị được dữ liệu khách hàng, rồi đến cái việc là
dẫn dắt đưa khách hàng vào trong những trong cái hoạt động là trong những khóa học, trong những cái livestream bán hàng của bạn. Và khi mà bạn bán hàng rồi, làm thế nào để các bạn có thể là chăm sóc lại họ một cách tự động, đúng không ạ? Với và làm thế nào để có thể là trong một cái khoảng thời gian ngắn nhất và những cái khoản chi phí hợp lý nhất mà bạn có thể tạo ra được những cái hệ thống thành công như thế, thì tôi có mặt ở đây để sẵn sàng để giúp cho bạn. Và việc của bạn đó chính là bốc máy lên và gọi điện cho tôi theo số điện thoại như bạn thấy trên màn hình, hoặc là bạn có thể là ghé thăm cái trang Facebook của tôi và bạn có thể inbox cho tôi để tôi có thể hỗ trợ bạn trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong một tháng thì tôi chỉ hỗ trợ được hai bạn thôi, bởi vì quá nhiều thì tôi sẽ không có thời gian để có thể là converse, cũng như là để có thể kiểm tra và đánh giá, cũng như là mang đến hiệu quả tốt nhất. Thì tôi chỉ dành ra thời gian để giúp cho hai anh chị mà thôi đó. Và nếu anh chị có tài chính, anh chị sẵn sàng và anh chị mong muốn mình tạo ra những cái kết quả và tạo ra những cái hiệu ứng, tạo ra những cái giá trị thật là nhanh chóng ở trên cộng đồng, ở trên internet bằng những cái khóa học trực tuyến đó, thì hãy nhanh chóng liên hệ với tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video clip này và chúc mừng anh chị thành công trong cái hoạt động kinh doanh của mình và trao thật nhiều giá trị cho cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và ở video tiếp theo. Đừng quên liên hệ với tôi để được tư vấn hoàn toàn là miễn phí. Và nếu anh chị không mua hàng của tôi cũng không sao cả, anh chị không cần sự hỗ trợ của tôi trong cái quá trình anh chị triển khai cũng không sao cả, tôi sẵn sàng dành cho anh chị một tiếng đồng hồ để có thể giúp anh chị, thậm chí là một vài ngày để có thể giúp cho anh chị xây dựng và huấn luyện được cái đội nhóm của mình để tạo ra những kết quả tuyệt vời. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên liên hệ với tôi. Tôi là Nguyễn Văn Hùng, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng những hệ thống phiếu marketing thành công. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.